xin trân trọng giới thiệu với toàn thể các bác dòng Lin Arrange mẫu mới của CS. Lin Arrange mẫu mới của CS do bên AV Việt Nam cung cấp ra thị trường Việt Nam. Đó là model là AF210-2210. Chính hãng công ty CAS. Và này thì phải nói là rất là chất lượng và nó lại dùng cái kiểu này. Không phải là các bác cứ nhìn thấy rắc neutric cắm vào được, đây là rắc này dạng là neutric. Đấy, nhưng mà tổng cộng của nó là 2, 4, 6, 8, 8 cổng. 8 cổng đấy. 8 cổng pin cơ, CF 8 cổng pin, một chiếc array mà có 8 cổng pin thì là nó như thế này. Đó, cái này không biết là có mở ra được hay không, chắc có khi tí mở sau. Cấu hình là 22 loa 30 với tép kèn các bạn, chắc thế các bạn. Chưa tháo ra, để lát nữa tháo ra cho các bác xem chi tiết nhé. Đây sơn chắc chắn lắm, lưới đẹp, thiết kế sang trọng lịch sự. Tay này thì bằng gỗ nhé, tay bằng gỗ, nhiều cái này tay bằng sắt nhưng đây tay này bằng gỗ sơn sần và đặc biệt. Cái này có thể tháo ra được. Ray này em đây 210 2 bát 30, một bên này và một bên này giữa tiếp kèn. Chốt này kéo lên trên, chốt này gạt lên trên này để đóng dây lên chiếc loa trên đây. Cái này gạt lên này, đây là nguyên cô chiếc cả thùng đầy đủ các bác nhé, có thêm phiếu chứng minh một gốc xuất xứ rõ ràng. Bốc từ trên container bốc xuống, bây giờ nó đang bốc đi các tỉnh lẻ các nơi. Chiều kia, chiều con này mang về để vận kho chứ. À. Không về đâu. Hôm mình đánh ở phía kia là mình đánh kho rồi. Hai bộ này. Tạm xin. Từ từ. Đây đây này, cho thêm hai. Đây cắn này nào. Còn kiện nhé. Tao cái xe to trước thì nhiều thế nào. To gì mà đã về được đấy, còn vào trong kia kiểm đến một giá. Không ơi, mình về được kiểm gì nào.
Thank you.